trực tiếp bóng đá nữ Philippines và nữ Đài Loan lúc hôm nay 26 tháng 10. Trước khi đi vào diễn biến trận đấu, chúng ta cùng phân tích tỷ lệ soi kèo nữ Philippines và nữ Đài Loan, Trung Quốc diễn ra hôm nay. Bảng A vòng loại thứ hai Olympic 2024 có sự phân chia rõ ràng giữa ba nhóm. Australia quá mạnh so với phần còn lại. Iran lại yếu hơn nhiều. Và cuộc chiến giành ngôi nhì bảng là cuộc đọ sức giữa nữ Philippines và Đài Loan, Trung Quốc. Đội nào thắng gần như cầm chắc vị trí nhì bảng, thậm chí họ có thể trở thành đội nhì bằng tốt nhất để giành vé vào vòng loại thứ ba. Nữ Philippines được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ lực lượng chủ yếu phi kiều. Xong, phong độ của The An Can thật phập phù. Họ thua đậm 2 phần 3 trận gần nhất. Bên kia chiến tuyến, Đài Loan, Trung Quốc từng hạ Thái Lan, đội bóng đồng cân đồng lạng ở ACS 19. Ngoài ra, đại diện đến từ Đông Á hòa Uzbekistan trong 90 phút chính thức. Nó cho thấy, cán cân giữa Đài Loan, Trung Quốc khi đá với các đội thủ vừa miếng là khá cân bằng. Năm cùng bảng với nữ Úc nên trận đấu giữa nữ Đài Bắc Trung Hoa và nữ Philippines sẽ gần như quyết định tấm vé đi tiếp của hai đội. Với màn trình diễn khá ấn tượng trong giai đoạn vừa qua khi thắng 5 và hòa 1 trong 6 lượt trận gần đây, nữ Đài Bắc Trung Hoa đang rất tự tin trong trận gia quân ngày hôm nay. Trong khi đó, với chính sách nhập tịch đang giúp bóng đá nữ Philippines có sự tiến bộ vượt bậc. Đầu tiên là họ được dự vòng chung kết World Cup 2023 vừa diễn ra và lọt tới tứ kết Asia Cup vừa qua. Liệu điều này sẽ giúp đội bóng này lần đầu tiên có chiến thắng trước nữ Đài Bắc Trung Hoa? Có thể nói, Cả đội tuyển nữ Đài Loan và nữ Philippines là hai trong số những đội tuyển có sự tiến bộ vượt bậc nhất của bóng đá nữ trong vài năm trở lại đây. Đội tuyển nữ Đài Loan vừa trải qua một kỳ ACS nhiều thành công nhưng cũng đầy tiếc nuối. Đội bóng này đã xuất sắc đánh bại Ấn Độ và Thái Lan để dẫn đầu bảng đấu. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Đài Loan lại để thua đội tuyển nữ Uzbekistan trong hiệp phụ để lỡ mất tấm vé giành quyền vào vòng bán kết Á vận hội. Trước đó, đội bóng này cũng từng bỏ lỡ cơ hội dự World Cup nữ 2023 sau khi để thua Việt Nam ở trận play-off. Trong khi đó, đội tuyển Philippines khi đạt được thành tích lọt vào tứ kết ASEAN tương tự như Đài Loan. Ở vòng đấu này, đội bóng đến từ Đông Nam Á đã không thể tạo nên bất ngờ khi thảm bại nhà vô địch Nhật Bản với tỷ số 1-8. Trước kỳ Á vận hội, Philippines thậm chí đã tham dự World Cup nữ 2023 và làm nên lịch sử khi đánh bại New Zealand với tỷ số 1-0. Với dàn cầu thủ phi kiều có thể hình thể lực ấn tượng, Philippines đang dần trở thành một thế lực mới nổi của bóng đá nữ châu Á. Trong lịch sử, nữ Đài Loan và nữ Philippines mới gặp nhau 3 lần với lợi thế thuộc về đội tuyển nữ Đài Loan khi họ có được hai chiến thắng và một kết quả hòa. Nhà cái đang đánh giá nữ Philippines ở thế cửa trên qua mức kèo chấp một phần trái. Đây là mức kèo khá nghi ngờ bởi nữ Đài Bắc Trung Hoa thắng kèo tới 6 trong 7 trận vừa qua, trong khi nữ Philippines thua kèo tới trong 5 trận gần nhất. Điều quan trọng nhất là thành tích đối đầu đang chống lại đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á khi thua 2 và hòa 1 trong 3 lần chạm trán gần nhất. 5 trong 6 trận đã thi đấu của nữ Đài Bắc Trung Hoa kết thúc trận đấu nhiều hơn 2,5 bàn. Trong khi đó, cả 5 trận gần nhất của nữ Philippines có trên 2,5 bàn. Với những con số thống kê này, trận đấu ngày hôm nay sẽ diễn ra cởi mở và hứa hẹn có nhiều bàn thắng được ghi giống như hai trong 3 lần đụng độ gần nhất. 6 trong 8 trận vừa qua của nữ Đài Bắc Trung Hoa kết thúc hiệp đấu đầu tiên với ít nhất một bàn thắng. Trong khi đó, cả 8 trận gần đây của nữ Philippines mang tới cho người hâm mộ bữa tiệc bàn thắng ngay trong 45 phút đầu trận. Với những con số thống kê này, hiệp một giữa hai đội trong ngày hôm nay sẽ hứa hẹn có nhiều bàn thắng được ghi.